Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel 8x trong ngày hôm nay. Và tiếp tục đến một trận đấu cáp rừng ngốt map tận 85k cùng bảng 1.27. Và mấy hôm nay thực sự là trời nóng vãi cả lìn ra. Không biết là trái đất sắp nổ chưa mà nhiệt độ có kinh khủng quá. Mấy hôm nay là không tốn ga để mà nấu cơm. Ta tận dụng cái ánh nắng mặt trời, còn nấu mì, rán trứng các kiểu ở ngoài đường, đem người ra đây rán chắc cũng chín mẹ luôn. Từ một cái thời tiết nó không thể làm nghĩ ra được, muốn ngủ không ngủ được. Và không ăn không ngủ được nhưng chúng ta vẫn phải cày Dota, điều đó là điều tất nhiên rồi. Và quay trở lại với trận đấu của ngày hôm nay, một trận đấu Captain Mode. Và thanh niên này tên là Epkinia. Epkinia EAF là vần nhớ. Và cứ tạm đọc là Epkiri. Và team 1 đã ban đi On Decline, Unka, Hukka, Vidovoctor. Còn team 2 đã ban đi Silencer, Alchemist, Zorada, Blitzback. Và pick cho mình hơn đây và Lucifer. Còn team 2 pick cho mình Zilai, Park cùng với Tuka. Một trận đấu mà cả hai team đã pick cho mình những support trước tiên. Team 1 thì có Undyne của A, và những thầy dù cũng khá là quen thuộc, pick thêm Akasha cho team 1. Còn team 2 thì có Zilai cùng Tuka. Zilai chúng ta thấy ít khi xuất hiện. Nó sức mạnh của Zilai làm support nó rất là kinh khủng, một cái ulti thôi. Một cô nàng băng giá ở trong cái bản này thì là cô gái quàng khăn đỏ. Và cả hai team chúng ta chưa thấy carry đâu cả, các anh đang giấu cái carry của mình đi đến tận cuối cùng. Trong trận đấu này thì Akasha sẽ là người limit, Lucifer là người solo, còn carry cuối cùng sẽ đi chip nan cùng với Undyne cùng A. Còn team 1 Pop sẽ là người solo. Bây giờ có lẽ sẽ là pick hero limit. Và tiếp tục là pick VS trong trận đấu này. Vâng, hình như là pick quá nhiều support cho team 2 rồi. Phải chăng là lấy VS làm carry? Chúng ta cũng đã từng thấy có một trận là lấy VS làm carry. Một trận lấy VS làm carry, trận đó nó thắng hay thua gì? Nhớ rõ. Cái trận đó thua, trận mình ở VS làm carry đối mặt với lại một đống carry của team 2. Ban ý kiến Weaver. Bây giờ cả hai team sẽ pick carry cuối cùng. Và trang sách bị ban đi của team 1. Nhìn đi nhìn lại thì nhìn thấy team 2 cực kỳ mỏng manh, và cái pick hero phải nói cực kỳ bá đạo. Và Juggernaut là carry lựa chọn, và Tinker là lựa chọn của team 2. Và trận đấu này thì team 2 không đánh carry, còn đánh theo cái thể loại toàn đáng phép. Trận này nó mới chơi bời, và VS làm đóng vai trò đóng carry rồi, và anh buông ngay cái mặt Agi đầu tiên. Và trận đấu này thì Akasha là người lead, Doom là người solo trên top, chip ngang của Juggernaut A cùng với Undyne bên dưới. Còn team 2, Tinker sẽ là người mid, Park là người solo trên top. Còn chip ngang của VS, Zilai cùng Tuka. Và VS sẽ đóng vai trò làm carry chính trong trận đấu này. Chiến thuật phải nói là khá là mạo hiểm dành cho team 2. Các anh dùng VS làm carry. VS làm carry đầu thì dễ đánh, bởi vì khả năng đánh của VS nó có stun ngay từ đầu, còn những cái skill nó cũng
khá là hoàn thiện cho cái riêng người. Và về net game thì VS không có tên tuổi trong cái làng carry hữu hiệt. Dù cái nào chấp anh khoảng tầm lửa máu, anh vẫn bổ chết được như thường. Còn bây giờ sẽ là một pha cướp răn của cả hai team. A player's forces are under attack. Hiện tại thì có lẽ Doom ung dung ăn được cái răn bên trên rồi. Và bên dưới sẽ đầu rơi máu chảy để mà ăn được cái cục tiền này. Và Akasha là người đã ăn tiền. Ở đầu ra đã thấy là có vẻ như team 2 đã thật hơn. Hai cái răn nó đều nằm trong tay của team 1 hết. Và Tinker ở trong cái bản này nó tên là X.Thang. Pha đuổi nhau ở trong rừng của team 1. Một pha đi cóng mắc của anh Trần Thúc Càng, còn bị anh chàng Ân Đây chưa đau rồi. Và chỉ thấy anh nằm xuống, phần Blood nằm trong tay của anh chàng Ân Đây. Một cái đội hình nhìn trông nó vâng thật là yếu đuối, nhìn tan sẽ thành phần ít máu thôi. Hôm nào nhìn trông cũng giống tờ giấy, động vào là chết. Top thì đùm gặp với Park. Và trận đấu này về đến game phải nói là team 2 cực khó đánh chứ không phải vừa. Doom mà chỉ cần lên hai lên cái gì phách rồi, hai cái ulti và bồm là team 2 tắt điện luôn, chả cần đánh cái gì nữa. Một thế trận Pink Hero phải nói là quá tự tin đến từ team 2. Cái quyết định không đánh carry trong trận đấu này và đánh một kiểu Terminate nửa carry nửa canh. Đó lại phải kết thúc tổng tầm khoảng 30 đến 40 phút. Và bước sang phút từ 40 đến 50 thì chắc chắn là team 2 sẽ thua. Ở đây còn lửa máu. Mọi người team 2 không dám xông lên. Còn tôi là tôi xông lên rồi, trông lửa máu ngon như kia. Trên top và Beat còn có vẻ là cân bằng nhau. Akasha đi với Tinker. Còn trên top thì Doom đi với lại anh chàng Park. Doom thì với ngay cái con hồi máu đứng cho nó chảy gối. Bot tiếp tục xảy ra giao tranh. Bạn sư khởi đầu lan, chúng ta cùng chờ đợi xem trận đấu này sẽ đi đâu. Một chút lợi thế về Hero của team 1. Chúng ta cũng phải chờ đợi xem nó cách này điện thế như thế nào. Có một pha skill đến từ anh Trần Thúc Càng. Và skill khiến cho cả hai team đều phải sợ hãi. Anh chàng 8-20 của chúng ta vẫn đang pha một cách ngon lành. Thực sự là rất ít khi có team nào lấy VS làm carry chính. Sức mạnh của VS nó không đáng sợ cho lắm khi mà nó chỉ không cút được một người. Và đam gây ra của VS nó cũng không hẳn là quá to. Và nếu như mà đánh làm carry chính thì VS sẽ mất đi cái ulti, cái swap ra để gây sự đột biến cho team. Anh hy sinh cũng được nhưng anh dùng cái swap của mình nó bá đạo hơn. Còn nếu như mà lấy VS làm carry chính thì có lẽ cái swap của anh sẽ dùng để chạy. Nhưng mà anh đỏ máu, anh swap đồng đội vào, anh té ngay cả cấp. Bây giờ pha cắm cọc đến từ đây, thanh kiếm đến từ chỗ nào và Tukka đang bị nằm lại. Và bây giờ thì nằm vào rồi, còn né được cả combo đến từ anh chàng A, còn năng trúng được dân đây. Và Zinai là người làm xuống, Gung Fu khóe khoảng con đỏ rồi. Sau đó ở đây cũng là người làm tiếp theo. À vẫn là cố đuổi theo, còn một hit nữa đến từ anh chàng Thúc Ca thôi. Và VS chắc cố và giết lốt anh chàng A sư tướng này. Vừa nào chạy đi đâu đây, chạy tiếp vào bên trong để mua đồ rồi phải. Và còn Thúc Ca phải nói là một pha ngáo đá, anh đưa đầu ra để chui đạn. Vừa nào không hề... Vâng, anh rất là hào phóng khi mà tiến anh chàng Thúc Ca một đạn đi được.
ta không sợ quân địch mạnh, mà chỉ sợ mấy ông đồng đội mình bán độ thôi. Đánh cái kiểu mà cứ đưa đầu ra cho tìm địch nhất, nó rất khó đỡ. Cô Lao đến được cái Trinh Ngọc Aquila. Số bây giờ là 5-2. Và trận đấu này team 1 này là người vượt lên trên khá là nhiều. Ta đã nhìn thấy một sự hơi sai lầm ở việc pick Hezo của team 2. Bây giờ từ lâu đến từ Akasha thì là chắc chắn là nằm xuống. Một pha chặn đường của anh chàng Tuka. Và vẫn là một pha nhiều mạng vỡ tay cho anh chàng Akasha từ con này. Ông đánh luôn không vào một cái stun đến từ Vest. Vẫn đây hút máu, bây giờ năng lượng trở lại đến từ anh chàng Tuka. Và có lẽ ở đây sẽ nằm xuống, bây giờ xoay kiếm đến từ chú nào. Và Tuka cũng sẽ nằm lại trong tình huống này. Vẫn chạy ngược lại để cứu anh chàng Vest xong. Bây giờ thì chặn đầu. Vâng, một cái băng, cái tường băng, không ăn thua. Akasha có level 6 rồi. Một cái slow đến từ anh chàng đi lại. Vest có đủ mana để slam không? Vâng, thừa mana để slam. Vẫn đang cố mà lại hit, vâng này thì last hit, còn một hit nữa. Và như vậy là Gina sẽ KS trong quá trình của này. Vâng, cái này không phải KS đâu, cái này là last hit rồi. Và ông này tên là gì đây? Lady. Và hình như là trong tiếng nước ngoài có một ngôn ngữ nào đó nó cũng có dấu giống như của chúng ta. Không phải ở đây là thanh niên Việt Nam đâu. Xuất hiện của anh chàng Tuka nằm thẳng ở bên trong. Bây giờ là bay lên đến từ Bắc. Và cố giết Doom trong cái tình huống này. Và Doom level 7 rồi. Bây giờ quay lại và cho ngay cái Doom một vâng cờ đép cản đường trong tình huống này. Và Doom rất khỏe. Và anh có cái con đẹp hồi máu. Bây giờ anh đứng như một con trâu. Tăng nguyên lồi lửa lên và có lẽ Bắc chắc là người chết lại chứ không phải là đùa. Còn đang cố mà chạy ra ngoài, bây giờ thì chui đất rồi. Nằm ra ngoài đến từ anh chàng Tuka. Bây giờ thì anh chàng Bắc cũng đã làm xuống. Một cái ulti của Akasha để đến Tuka được. Số là 95. Ở bên dưới thì anh chàng cô gái quàng khăn đỏ chúng ta đang bị anh chàng Junao đuổi. Và một kiếm vào đầu, bây giờ đã làm xuống, Tình Cơ là người xuất hiện được. Và kết thúc lúc cái mạng này, vâng một pha ulti đến từ anh chàng Junao. Còn đúng 3 người máu và như vậy là Tin Cơ là người làm cướp. Đấy báo tử liên tục gửi về cho team 2 trong trận đấu này rồi. Tỷ số là 11-5. Một trận đấu mà đáng nhắc các anh phải thắng thế từ đầu. Thì có cái quýt quá nhiều support cùng với lại tam phép trong trận đấu này. Bây giờ thì các anh đang hoạt tổng bó lên. Và bay lên và anh chàng Bắc quyết định chọn anh chàng A. Đi có lao đỏ máu, vâng nhìn thấy đồng đội còn gần chết anh té ngay lập tức. Bây giờ xuất hiện đến vâng một pha skill vào bên trong. Một tay kiếm đến từ Du Lao và anh chàng Bóc kết thúc lúc cái mạng của anh chàng Du Lao. Bây giờ đây cũng đã làm xuống. Lớn ngớ với huy chương mà đứng bên trong mà đứng tạ sơn quan hồi đấu. Du Lao định làm gì trong điều đấy? Ai đang định đứng bên trong để hit Naver hay là đứng tình dập gì đó. Ai ngờ ăn ngay cái combo đến từ Bắc. Tay kiếm để lé nhưng vẫn chết. Đó là 11-8. Top thì Super có trong những cái trống rồi. Bắc thì nên chỉ có đờ lên cho mình cái vai hít con. Bắc thì đã ăn xong cái trụ. Dù cái nào lại là người xuất hiện. Bây giờ nó combo đủ các thứ trên đời. Còn một cái chân tăng nó combo đến single. Dù cái nào là người làm tướng trong một lớp nhạc. Bây giờ thì đang là bón cúp của 3 lên trên team 1. Và giúp cam bị băng lại rồi. Và thì lại ra băng boom lại. Xe ra về đến từ anh chàng Gina. Và như vậy là Gina đã lọc xuống. Bây giờ đang đuổi theo Tuka của đây cùng A. Cái solo của A được tăng ra. Tuka gần vẹo. Còn đằng sau thì cơ quay ngược trở lại. Combo lên người của anh chàng A. Và chạy khớp sai và né được cái tên lửa. Và rất hay đến từ anh chàng A. Rồi A cũng là người xuất hiện. Và 5 đòn đến từ anh chàng Tuka. Và A sẽ là người làm xuống ngay trong tình huống này. Bên trên có Swag không? Một hết mana đến từ anh chàng Gina rồi. Vẫn đang cố đuổi theo với anh chàng VS. Và không nhìn thấy ai thì Doom anh chàng Lucifer cũng được. Doom bây giờ rất khỏe và 1k 4 máu. Như một con trâu và anh cứ để anh trâu lên thôi. Bây giờ đang cố dí theo Tuka. Level cách biệt khoảng gấp đôi. Một ông level 9 và ông level 5. Rồi cho Tuka đang chạy như bất cả gạt.
Bây giờ năm còn lại và Di Lai xuất hiện để hỗ trợ. Còn lại là một pha giết người ở đâu đó. Còn năm ra ngoài được như vậy là Dung Cương chạy ra ngoài và Suka mới là người làm trốn trong tình huống này. Đúng là một con trâu đất. Di Lai đang thể hiện cái khả năng tăng cơ kinh hồn của mình. Còn Akasha ở lên cho mình cái phản đam. Đồ nó cứ phải là bá đạo, không ai có thể tưởng tượng được. Cloud thì lên cho mình cái đắp, vâng thì nói là dày đam rồi. Bot thì tìm hài đang xuất hiện rất đông. Và team 1 thì cũng đông chẳng kém gì. Đằng sau Akasha đội cái mũ chào vào, đang đứng chờ đợi. Và xông thẳng đến bên trên của team 2. Và đã tìm một trang chờ đợi, vâng đợi Akasha thiết lại một cả đun Platina xuống. Và không phải vừa đang một Platina của ai đó. Bây giờ thì xông thẳng vào bên trong của team 2, một xoanh kiếm đến từ chỗ nào để mà đá con boss, con bát trong tình này. Và Zina đang bị kẹt bên trong, và cả Zina cũng ở đây nằm xuống trong cùng lúc. Bây giờ thì bên trên, như vậy là và team 2 chết thứ 2, team 1 cũng chết thứ 2. Và chúng ta cũng đang làm xuống trong tình này, kể cả là tất cả bây giờ bằng VS với lại anh chàng Akasha. Có lẽ VS sẽ làm xuống trước. Mình Akasha sống trong cái bài chiến trường này. 2 chết 4 của team 1 chết 3. Vậy là vẫn là lợi thế cho team 1 trong và giao tranh vừa nãy. Lucifer thì đéo quan tâm, anh cứ đi phạm thôi. Lucifer vẫn chưa có giày bay, còn nếu trong tình huống đó có giày bay anh Kena chưa hỗ trợ thì có lẽ thì đã đảo chiều trong một cái combat như thế. Cũng thứ 12 rồi, vẫn chưa có Chagra cho mình. Trận đấu có vẻ như các nam của team 2 đều thọt. Do thì Lucifer quay tay được cái trụ luôn. Mặc khó trong những cái bài học đi cò, vẫn chạy không nhanh ăn đun vào một và chết nào. Vâng chuẩn xác rồi, một con voi đến từ Bắc nhưng mà đun mất không đến nửa máu. Bây giờ thì anh phải chạy ngược lại. Vâng nắp néo cái gì và bây giờ làm xuống đến từ anh chàng Bắc. Tin cơm của người chị hai xuất hiện, không cả chút cao xuất hiện rồi. Và đun phải nói là cực khỏe, khỏe như một con trâu. Và Tena về thành công. Vâng đánh đấm kiểu này thì giết làm sao được. Tina vẫn chưa có level 6. Tinker có level 7. Còn Dimit level 7, còn ông Doom, ông mới đi bên trên, bây giờ ông level 11 rồi. Đánh đúng kiểu hack never. Akasha cũng có level 11. Chúng ta có thể được thấy được cái khả năng thuật never của team 2 nó như thế nào. Một trận đấu mà cũng là quá khó khăn cho cái thời điểm này. Tina thang trong sân. Và Akasha lại tìm anh chàng Di Lai. Có một ulti, một F thì có lẽ cũng chết chết luôn. Và không cần F, và bây giờ thì anh chàng vẫn đem đi đến từ anh chàng Tinker. Và có thể là không chết được trong tình huống đó. Và cứ đem đi cho chắc ăn. Và không chết được hay không thì không thể cho team dịch ăn mạng. Ta cũng phải đem đi ngay lập tức. Mặc dù là không cứu được anh em nhưng chúng ta có thể an táng. Còn lo chuyện hậu sự cho anh em là chuyện bình thường. Còn VS thì lên đồ cũng rất là phong cách luôn, anh lên cái búa 1600. Đéo cần quan tâm là có chết nhanh hay chết chậm rồi các bác. Chúng ta cũng lên đàm và giã. Có đàm chúng ta mới có thể đánh được nhau. Và vớ vẩn ông này lên búa xếp tiếp cơ. Để nào là ông VS là ông sẽ lên búa xếp được không? Còn lại chàng Doom còn lên cái gì đây, còn lên cái ngọc đỏ xong đó quay ra lên cái giáp. Rất là khó hiểu, còn rất là khó đoán trong cái trận đấu mà các thanh niên của chúng ta lên đồ. Akasha lên phản đam, bây giờ sẽ lên cái gì? Cái 1000 tiền này sẽ lên Blacking 3 hay lên cái xanh? Còn Tinker thì vẫn đang trần truồng. Bắc tiếp tục farm. Và cả team 2 đang rất là thọt never. Cả là Tinker hay là Bắc. Có lẽ đã vừa được trả veo đến từ anh chàng Tinker rồi. Và vẫn mua Terra như thường, còn có vẻ như vẫn chưa đủ tiền để lên trả veo. Bây giờ mới có 980 tiền thôi. Con đường lên trả veo của anh chàng Tinker chắc đến trận sau. Và mua hẳn cả hai cái Terra cho nó máu. Tí cứ đi phép được Terra về thôi.
Bây giờ là xông lên đến từ anh chàng Akasha, có combo vào đầu, bật ngay cái phản đam lên. Bây giờ là băng đến từ anh chàng Zina rồi, vẫn vừa linh ra ngoài và bây giờ thúc cái chắc chắn là gạo. Bằng chạy đi đâu trong cái tình huống này. Và gót nai dành cho anh chàng Akasha. Một trận đấu mà tôi nghĩ là nó là bóng lít chứ không phải đánh team đấy. Và bây giờ là xuất hiện của Park, ở đây là người đi theo. Vẫn đang cố đổi mạng để giết người, và một cái ulti phải nói quá đẹp mắt đến từ Akasha từ từ này, nó chết cả ba luôn. Thúc trả kinh dành cho Akasha. Và cả Park D-Line cùng với anh chàng Digger châu đầu ở một chỗ, các anh đang thể hiện là mình đồng đội teamwork cũng tốt. Đúng một chỗ và ăn ngay cái ulti từ Akasha và chết cả ba luôn. Và như vậy là anh chàng VS cũng đã lên được cho mình cái đề xô. Cũng có đồ ở đấy, không đùa đâu. Một cái châu áp vào và stun, sau đó bắn tiếp cuồng một người Doom. Vâng, chuẩn bài là như thế này, vâng, một cái stun. Và có cái loạt tút off đến từ anh chàng Lucifer rồi. Và một pha stun ngược chiều. Và bây giờ thì sao, vẫn đứng cố bán ra, anh chàng VS cũng nằm cửa. Còn Doom vẫn chưa chết, phải nói là cực kỳ khỏe đến từ anh chàng Doom. Còn Zina và Tukka không có tên tuổi để giết. Và Zina đứng đằng sau chết, vâng, anh chết từ khi nào rồi? Vãi cả lìn. Phải đi quay lại thì ông có nằm xuống lúc nào không biết. Lucifer vẫn sống, còn cái lo tút off vừa cứu anh. Nhanh tay vừa bật cái lo tút off, còn phản cái skill đến từ anh chàng VS. Số là 25-14. Và bây giờ là pha bắt nẻ đến từ team 2. Và này lại là người làm xuống cho team này. Akasha thì lên được cho mình gậy xanh. Trận đấu mà Ethan bây giờ nó cách biệt, phải nói là quá là xa. Bắc mua Tere và anh cứ sẽ bàn xong anh cứ Tere về. Vâng, cần gì dây bay, chúng ta chơi Tere cho nó máu. Và Bắc là một pha rất hổ báo xông lên. Bây giờ thì các kiểu skill đập mồm và chết luôn. Skill 3 đâu không thấy. Trận đấu mà các anh đang đánh phải nói là mắc hành trong trận đấu này. Còn Jugalau là một pha đi lẻo chết trong tay của VS rồi. Bây giờ Tukka cũng đang nằm xuống trong tay của anh chàng Lucifer. Tinker đang đứng sau, một combo lên người của anh chàng Akasha. Akasha rất hổ báo khi mà xông vào trong tướng này và chết rồi, mất đi cái video cơ này. Bây giờ cũng đã làm xuống, đồng đổi hai cái mạng để lấy cái mạng video cơ này của Akasha. Và tôi nghĩ cũng là hợp lý rồi. Tỷ số là 29-17. Một trận đấu này tôi nghĩ là không có một tí cơ hội nào dành cho các anh team 2. Các anh đang thi đấu một cách không phải là không đến lỗi gà lắm, nhưng mà bích tướng như thế này thì phải nói là đánh quá thuật. Bích tướng như thế này đánh không có một cơ hội gì mà đánh trong trận đấu này, chứ chả nói là cân bằng hay không cân bằng. Bây giờ thì cứ xông lên của anh chàng Lucifer và cho cái Doom vào mồm. Bây giờ là ulti đến từ A và có lẽ VS sẽ nằm xuống. Và đằng sau thì Bắc thả cái ulti ra rồi. VS nằm xuống rồi. Bây giờ đang kéo tổ đội ra, Tinker đứng bên trong và spam luôn. Thứ 18 vẫn chưa lên được cái Chabelle. Và ở đây lại tiếp tục nằm lại trong tình huống này. Và đây luôn là đối tượng được các team 2 rất ưa thích. Và Tejo phải nói là cực kỳ được ưa chuộng vị phong cút từ đầu. Có vẻ như ở đây là người yếu nhất trong team. Đẩy lên và cho ngay cái phản đam mồm. Và Akasha đang vẫn hổ báo trong tình huống này. Và bây giờ vẫn quay lại ulti như vậy, Bắc cũng đang nằm xuống. Còn bây giờ thì ulti từ A. Vâng, nằm thẳng ở bên trong của anh chàng Tukka. Vâng, rất là điên cuồng, trước khi là anh vừa cắn cái máu rồi. Còn nằm vào Lucifer, có lẽ là không ăn uổng. Vâng, Nadia và anh chàng A cũng được. Và Lucifer cũng đang nằm xuống trong tình huống này, mất đi cái sức cần xích. Có lẽ là sau tình huống này là Tinker đã đủ để lên Chabelle rồi. Lao không tham gia. Rồi anh vẫn đang đi farm và đã farm được cái Yasha cho mình. Còn Zina thì lên được cái một ca tiền. Bây giờ anh sẽ lên cho mình cái Blacking Bag. Rồi anh có vẻ anh đang chán cái trò support rồi. Còn support mãi mấy thằng thanh niên bên mình cũng đã farm được. Bây giờ chúng ta đi farm cho anh. Cũng không sao, những nỗ lực và đổ mồ hôi sôi nước mắt của anh chàng Tinker, anh cũng đã lên được cái Chabelle. Và đi lang thang của Zina và tiếp tục nằm xuống. Một pha nhảy lên của anh chàng Bắc, vâng, lại chọn anh chàng ở đây, còn ở đây sụt máu quá nhanh.
và bị hút cái vào Tinker vào đầu. Tinker cũng bò cho một phát là gần chết rồi. Patera về đến từ anh chàng Tinker và VF cũng sẽ nằm xuống ngay sau đây. Đúng mà phá cái cọc vào đây trả giá bằng hai cái mạng sống, rồi lại là double kill lại cho anh chàng Akasa trận đấu này. Lucifer để lên mắc gác cho mình và hút cho anh chàng Akasa cái vào Tinker. Xin lỗi là cái Lotus Orb. Level 14, 15 của Lucifer cùng với Akasa. Còn team 1, còn team 2 thì chắc là level 11 là cao nhất. Hoặc level 11 Tinker chắc cũng level 11. Tinker bây giờ đang đếm số và đang học lại từ đầu. À thì đã trên con đường lên cho mình cái gậy xanh. Chỉ cần Doom, Tuck hoặc là Tinker. Có lẽ là team 2 sẽ mất đi một lửa đội hình. Mà chỉ có hai trò này là Luke gây đam chính. Phải Doom Tinker vào hay Doom Tuck vào thôi. Có lẽ là team 2 sẽ mất điện ngay trước. Mofa nhảy vào và bây giờ ulti đến giờ anh chàng Patera về thành công đến giờ Tinker. Vâng thả ulti đến giờ anh chàng Gina vừa chết được ai đó. Như vậy là Akasa đã hợp đúng. Còn bên dưới ấn đây. Và vừa lại Mofa lăn vào của Tuka và kết thúc cái mạng của ai đó. Bây giờ tiếp tục đó chính là ở đây, và không phải là Bắc sẽ làm số trận tiếng này, và ăn ngay cái đu vào 1. Và bên trên thì Tuka đang đứng nhau với con Crab của anh chàng ở đây. Và ở đây trông ra và cân nhau solo luôn. Tuka là người phải chạy trong cái tình huống này khi mà Juvenal đang solo lên. Và nhìn thấy Juvenal như nhìn thấy bố. Và chạy ra thượng sách. Và bây giờ cũng có cái ulti đến từ anh chàng Juvenal. Và vừa nãy tôi không hiểu tại sao anh chàng Tuka lại giết được anh chàng ở đây trong tình huống này. Cái chủ và mid cũng đã tiếp tục làm xuống. Có lẽ bây giờ team 1 cứ đi hút nhà là thắng thôi. Akasa thì rất là điên cuồng và hổ báo khi mà anh cứ nhìn thấy mặt team địch là anh nhảy vào luôn. Và Linh vào bật cái phản đam để combo các kiểu để làm công chết. Đây là một tình huống chúng ta thấy khá phổ biến khi mà các thanh niên quá xanh. Và các anh nghĩ là mình có thể cân cản nhân hạ. Cứ nhìn thấy quân địch là ta nhảy vào thôi và sau đó thì chết lại lúc nào cũng biết. Player's forces are under attack. Vậy anh thì tiếp tục lên cho mình cái gì? Vâng, anh nên đi Akasa trận đấu này rồi. Còn Akasa thì có vài cái con. Bây giờ anh sẽ nhảy vào và combo một người. Và mở sai hack não của anh chàng VS. Quyết định nhảy vào của anh chàng Akasa với một cái ulti đến từ anh chàng Bắc. Còn sai lần đâu. Và bật phản đam lên rồi. Và như vậy là nhảy ra ngoài của anh chàng Bắc thành công. Và VF vẫn chưa chết và anh chàng Akasa sẽ nằm lại trong cái tình huống này. Và tôi bảo rồi mà, mấy ông này đang kiểu như hưng phấn quá độ. Và các ông chết lại lúc nào không biết. Và mình là vô địch thiên hạ, có thể cân được cả bản đồ. Và bên dưới là anh chàng Lucifer xông thẳng vào bên trong. Tuka ăn cái đu mà ngồm và bây giờ anh sẽ làm xuống. Đồng đội đâu? Còn đồng đội có lẽ là vừa tên em về hết để di găng. Bây giờ không ai tên em ra để hỗ trợ. VF là người xuất hiện. Còn bên trên thì team 1 đang bùa vây xung quanh. Còn rất đông trong tình huống này. Tên đồ phải nói là thập cẩm Như Lai đến từ anh chàng VF. Đánh hết lên cái bot of Avenkin đến rồi lại lên cái vệ cộng 10 cho trang. Bây giờ là xông thẳng vào bên trong của anh chàng Lucifer. Nó có Siva rồi. Nó cách biệt về item bây giờ là càng khá. Lucifer bây giờ phải nói rất là giàu. VS swap ra. Vâng, anh swap ra thì có lẽ anh cũng sẽ làm xuống. Một cái cọc máu được bật ra của anh chàng Lucifer. Vâng, sau tăng vào đầu, vâng swap vào trong. Vâng swap không, và không swap trong cái tình huống này. Còn Park đằng sau thì mình giữ lại. Một cái băng đến từ anh chàng A và Bắc đã làm xuống. Juvenal thì xuất hiện và một bố xin lỗi là bố bổ vào đầu. Và một cái xa tăng đến từ VF. Juvenal có một linh rồi nhưng anh không đủ đam để có KS được hai cái mạng vừa lấy. Và anh cầm mỗi cái Yesha và anh không đủ đam để giết người. Còn bên dưới thì vừa đã làm xuống của anh chàng Tuka. Bây giờ tiếp tục là vâng chóc két đến nhưng mà anh chàng ở đây bị hút máu thành công. Đây là về với anh chàng Tinker. Ok,
còn nó vẫn hoàn toàn chúng ta không thể thay đổi được cái tình hình này. Số 43, 25, cách biệt bây giờ lên đến 18 mạng. À, team 2 vẫn đang rất nỗ lực để mà đẹp nhà. Các anh vẫn không hề từ bỏ một chút nào. Có một cái phản đang được bật lên và có ulti trượt xuống anh chàng Akasa. Bây giờ là ulti đến từ anh chàng Dinai. Vâng ạ, Akasa lọc xuống rồi. Bây giờ vâng chạy đi, ông Dinai vẫn còn đứng đây bằng bốn tột. Và như vậy là đã lọc xuống. Kể cả Tinker cũng đã lọc xuống theo. Đáng nghe anh nhìn thấy Lucifer xông lên thì anh phải chạy ngay lập tức. Vâng bắt gặp anh chàng Doom, vâng lại ăn cái Doom vào đầu. Vâng rất có thể anh chạy không nhanh về hồ nước là anh sẽ chết. Và cố lên, có lẽ là không chết được và chạy về hồ nước thành công. Team như thế này phải nói là cực kỳ khó đánh. Nếu như mà trận đấu này mà các anh có thể đặt được kèo thì tôi nghĩ là các anh phải là thần đồng. A player's forces are under attack. Và từ đầu đến giờ anh chàng Lucifer vẫn giữ cái con Jiki vàng vàng, còn để hồi máu. Anh này có vẻ anh thích con Jiki đấy. Không phải chăn tàu, không phải là con sói để phòng đam. Anh ăn cái con Jiki cho nó máu. Uka bây giờ đang lên cho mình bê can. Còn VS thì tôi vẫn chưa biết ông nên cái gì. Có lẽ lên song kiếm. Bắc thì cũng đã là trong được cái Blink. Cua lau thì có lẽ lên cái xanh rồi. Cái xanh hay mặt băng. Bây giờ thì là tản ra để mà farm. Một trận đấu mà không có carry siêu late nhưng các anh vẫn phải đọ với late game về để farm thôi. Bây giờ không có con đường nào khác. Một pha có áp vừa lổ ra bên trên. Bây giờ thì anh chàng đây gần chết rồi. Mấy anh đang cố vào đuổi theo con bò đến giữa anh chàng Tinker. Như vậy là 1-2 trong tình huống này. Uka cùng với anh chàng Dinai vừa làm xuống. Đổi mạng với anh chàng ở đây. Còn bên trên là một pha solo của anh chàng Bắc cùng với anh chàng A. Và một pha chạy rất nèo và Bắc không tìm được A trong tình huống này. Và đang chạy đâu, vâng bỏ sai ở bên trong, không thấy ai. Và đọc bài hơi kém của anh chàng Bắc. Và tôi cũng đéo đọc được. Nói chung là nó hay xui rồi, đọc cái map này. Bây giờ hack map. Nhưng cơ bây giờ đang lên cái gì đây? Có lẽ lên cho mình Blue Tone rồi. 28 phút vẫn có 1.000 cái champion thôi. Đây là một trận đấu farm quá là nhọc nhằn đến từ team 2. Các thanh niên của chúng ta đang còn sấp mặt lờ. Và vẫn đang nỗ lực một cách rất điên cuồng, không phải từ bỏ một chút nào. Đây là ra để mà farm với từ anh chàng tiến rồi. Vừa nào có Blink rồi, vẫn có cả cái xanh. Anh đang chờ đợi một cơ hội mà Linh vào và anh bổ cho Tinker lên bảng ngay. À, cũng đã có cho mình cái gậy xanh. Còn bây giờ Lucifer lên cho mình cái Zarian. Và đây cũng đã có người khăn. Ít em nó phải chênh lệch hàng tỷ dặm trong cái thời điểm này. Bắc có lúc. Và chúng Bắc cũng là người, chắc là người đang giàu nhất team 2 trong tại cái thời điểm này. Còn có Linh đi nhanh không bị ăn đu bây giờ. Và một cái ulti của Bắc. Vâng, bị quá hóa liều, bây giờ anh châu bộ anh cũng chơi. Còn Lucifer là Hezo khỏe nhất trong team. Và một cái ulti đến từ anh chàng Dung nào cũng lốc lên để né rồi. Còn bên dưới, bây giờ VS xuất hiện. Còn ulti đến từ anh chàng thế này. Và anh chàng Lucifer cũng không có làm xuống. Thành kiếm đến từ Dung nào. BKB đến từ anh chàng Dina của chúng ta. Và không thể đùa được khi bây giờ support lại nhiều đồ hơn cả Hezo chính. Và bên dưới, Dung nào đang bổ nhau với anh chàng Bắc. Và bay ra ngoài của Bắc rồi. Và còn Bắc này thì team 1 đã chết đi 2 người. Còn một pha băng đến từ anh chàng A, à, một xuôi đất của anh chàng Bắc. Và bờ Linh về, như vậy là thoát trong tình huống này.
forces are under attack. Bước ngoặt trận đấu xảy ra khi mà anh chàng Vi Nai đã lên được vào Lightning Bank. Akasha thì bây giờ đang lên cho mình cái Octalicorn. Thời gian cooldown của Undy sẽ giảm về rất thấp. Còn Gina thì vẫn đang trên con đường đi cái công trình phá mắt của mình. Và một cái slow đến từ anh chàng Akasha cũng bắt được các bên tên anh luôn. Băng nhảy vào đến tiếp bắc và bật ngay cái phản đam lên được đến sự Akasha. Bây giờ thì sao, băng nhảy lên trên của Akasha rồi, và bắc vẫn quay lại trong tình huống này và vớ vẩn làm sống bây giờ. Và bên trên là một pha ulti đến từ chúng nào, băng sầu quắc vào bên trong. Bây giờ là bắn nhau đến từ anh chàng BF và băng Gina cùng với bắc gần chết trong tình huống này. Một pha như là một pha phản đam hay là cái gì đó, và bây giờ thì cũng là làm sống của ai kia. Và hình như vậy là bắc cũng làm sống rồi. Cái phản đam của anh chàng Akasha đang thể hiện cái sự lợi hại của mình rất lớn. Bây giờ thì ai đép nhà còn là một mình Tinker, nó sẽ xông lên của anh chàng Doom, nó cho ngay cái ulti vào mồm. Bây giờ là phản skill đến từ anh chàng Doom, và như vậy là cả Tinker cũng VS nằm xuống trong cái tình huống này. Có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc ngay sau đây, trận đấu mà các thanh niên team 2 đang hoàn thành bằng ngập ngụa. Trận đấu bích tướng quá lỗi chứ không phải đùa. Ta dự đoán một trận đấu mà có lẽ team 1 sẽ ăn hành ngay từ đầu, và sau đó thì với sự xảy cuối của Doom cùng với Cloud Blade, hai anh sẽ lượn ngược dòng thành công. Còn đúng là đéo ai ngờ. Bây giờ thì không phải là lượn ngược dòng của team 1 mà là team 2 bây giờ đang bằng chìm hạ xuống dưới biển luôn rồi. Bây giờ muốn lội được ngược dòng cũng quá khó. Ta đang nhảy vào đến từ bắc, và sau đó bay ra ngoài, và dù nào vẫn kịp bổ. Bóng bổ lan sang anh chàng bắc trong lúc nên thành công. Như vậy là Gina cũng đã làm được. Lucifer thì bây giờ xông thẳng vào bên trong nhà địch và đánh nhau. Vâng, bây giờ là bãi chiến trường là bên trong nhà của team 2 và công ty đến từ anh chàng Gina, nhưng sau đó thì cũng đã làm được, và cả anh chàng Lucifer cũng làm xuống theo rồi. Và Undying cũng đã làm xuống trong tay của VS. Bây giờ đến lượt anh chàng A, và còn một hit, như vậy là Bắc xuất hiện để vào cái Adlot. Còn lại anh chàng Akasha cùng với Jugalau là người chạy thoát. Còn bên dưới thì anh chàng Tinker đang quay tay gần xong cái trụ, và đang sẽ unlock cái trụ này. Cứ là 56-34. Bây giờ cách lần lên đến 22 mạng. Bắc có lẽ sẽ lên cho mình cái Lincoln. Còn VF cũng đã là xong được cái Black King Bang. Có tí tí đồ rồi, còn Tinker lên được cái xanh. Cái này chúng ta gọi là tích tiểu đánh đại. Chúng ta dù có nghèo, chúng ta biết tiết kiệm tiền thì nó cũng sẽ có đồ thôi. A player's forces are under attack. Nó không nhiều đồ được bằng các đại gia, nhưng mà nó cũng khá đủ có đồ để sống. Akasha đã lại xong cho mình cái Octalicorn. Còn nào có màn tay Kla thì bây giờ lại lên lốc tiếp theo. Doom thì có Zadian, Shiva và Tutup. Bây giờ thì anh cứ gặp thằng nào anh cho cái Doom vào mồm.
cái lao tốt lên đến từ anh chàng YouTuber, nó chui cái đất của anh chàng bắp, bây giờ lấp lên và bay ra ngoài, nó bay cái không và như vậy là bay kịp thời. Còn bên dưới thì anh chàng giúp ca là người chết lại, không chả có ai có thể cứu được anh trong tình huống này. Còn bên trên nó có bờ linh đến từ anh chàng Tinker và cũng có đồ rồi đấy. Bây giờ các anh đang thể hiện cái khả năng kinh công của mình, bay nhảy tới lui. Và thứ hai sẽ quyết định phút ngay sau đây, chúng ta không thể để cho chúng nó né nói ngóc đầu lên. Player's forces are under attack. Phải nói là các thanh niên nếu mà trận đấu này mà lượng người toàn thành công thì các thanh niên team 2 đúng là ứng cử viên cho giải vô lượng quốc gia, và không phải của quốc gia mà của thế giới. Người rất giỏi trong trận đấu này các anh mới có thể lượng người toàn thắng được. Bây giờ là cứ bổ nhà thôi, không thằng nào có thể đáp được. Một pha nhảy lên của chú nào cắt ngay cái ulti tiêu mồm chẳng và mất nửa máu rồi, và bây giờ băng đến từ anh chàng dưới này và vâng ulti kịp thời đến từ chú nào và anh chàng dưới này chắc làm được. Bật BKB lên nhưng vẫn ăn một cái hit cuối cùng đến từ chú nào và chết luôn rồi. Bây giờ bỏ linh ra ngoài tiếp theo của anh chàng chú nào, vòng năm vào đến từ Tuka và đấm công, nó không đấm được, như vậy là xoay kiếm để né cái sờ lăng và Tuka là người làm lại trong tình huống này. Và team 2 có vẻ lag, bây giờ thì nát bét nhà chưa có đèn, nó lại đào cái đun vào mồm của anh chàng Tinker. Có ăn cây đùm thì tóc phát hiện là đúng rồi. Và chỉ còn lại một cái tóc đang đứng ở bên ngoài, vẫn đang cố mà trèo kéo. Bây giờ là bay vào bên trong. Team 1 bây giờ như kiểu khát máu, còn anh cứ nhìn thấy ai là các anh xông lên vâng làm thịt chúng nó. Cứ kiểu như là lâu lắm rồi mới được ăn thịt người. Các thành viên team 2 thì nhìn team 1 đúng là sợ hãi, nhìn thấy thằng nào cũng đang miệng đầy máu, cứ nhìn thấy là chúng nó xông lên rồi. Nhảy vào đến tận bắc, vâng anh rất điên cuồng khi mà nhảy vào để vâng ngắt quãng cái khả năng rút nhà ra và lìa hết cả đáp trong tình huống này. Bây giờ tiếp tục là chú đất gì là xuất hiện, vâng gì là xuất hiện trong tình huống này, vâng lại ăn thua tiền đến từ chỗ nào và chết luôn. Vâng và xuất hiện của anh chàng Dinai để cứu anh chàng Bắc. Với ác cũng giúp ca xuất hiện nhưng mà làm được cái gì trong tiếng này đây. Bắc lại là bị đuổi. Và đọc map của anh chàng Akasa rất thần thánh, anh Blink lên bên trên. Bây giờ sẽ warp vào đến từ anh chàng VS, vâng lại Blink ra đến từ chúng ta nào. Thanh niên của chúng ta đang thể hiện khả năng kinh công rất là kinh người. Mỗi người đánh bằng một lời, và Tuka bây giờ đang bị giật rất là sâu. Hai cái solo bật vào mồm, bây giờ thì cũng đã làm trốn rồi. Trận đấu mà bây giờ quá khó đỡ. 63, 35. Bắc thì bây giờ đang... Và như vậy là một pha đi theo thang của Bắc, một anh giết được Zuko Long sau rồi. Một pha thả ulti thần thánh đến từ anh chàng A. Và Bắc nhìn thấy và anh chui rất ngay trước, cũng nhảy vào đến từ Bắc và kết thúc được cái mạng của anh chàng A trong tiếng này. Bây giờ thì chạy ra sau và búp cái vào hit call vào đầu của anh chàng Akasa. Phải ăn đứng cân đôi, bật cái BKB lên và Akasa chấp anh một mắt kể cả là bắn tay đôi. Bây giờ thì sao, đừng ăn cái đu mồm mồm rồi và như vậy là làm xuống. Akasa cùng với Tinker, một xin lỗi là Doom vẫn đang đứng một cách rất chỉnh cối ở trong cái bác. Tinker làm bố may một lúc lại quay về với Jigan. Chúng ta mong chờ một trận đấu lợi ngược dòng thành công của team 2 nào. Các thanh niên bây giờ thể hiện cho chúng ta xem khả năng combat teamwork như thế nào đây. Nếu như trận đấu là các anh đang nhường team 1 từ đầu thì bây giờ các anh phải đánh thật sự. Bây giờ là combo cắt kiểu lên đầu, còn lại chọn anh chàng lên đây trước tiên. Mặc có đi can rồi, nó lăn vào đến từ anh chàng xúc cảm và chọn ân đây trong tình huống này. Còn nhảy ra ngoài và bây giờ thả ulti đến từ dưới này và ân đây đã làm xuống. Sau đó chính là Lucifer, ông chạy đi đâu rất đông trong tiếng con này của team 2 và cuối cùng đã hạ gục được con trâu Lucifer. Nhảy lên đến từ anh chàng Bắc, ông đang đi mua đồ lang thang đã gặp luôn anh chàng A, giờ sẽ lên hết rồi. Bắc bây giờ không hề ngán bất cứ ai, cũng kể cả là Agasa trong cái tình huống này. Bật phản đang lên và bây giờ thả ulti vào giữa và combo lên người của anh chàng Tinker, và Tinker thì chết thay cho anh chàng Bắc. Còn nhớ nhớ với huy trường và tự nhiên chạy ra và làm được cái mạng của Tinker. Bây giờ là đuổi theo của anh chàng Bắc, bắn cho anh chàng Akasa chết luôn trong tiếng này. Và
Và Akasha gặp Bắc bây giờ là vẹo, cũng không phải đùa. Bắc đến từ Tinker rồi. Anh tiếp tục là bay lên của anh Bắc. Bây giờ anh đang là bố đời của cái map này luôn. Anh không hề sợ bất cứ đòn nào. Cướp cái răng. Còn bốc cái bài Big Core vào đầu. Bây giờ đi xông lên. Và một pha tên là về đến từ anh chàng A. Còn có cái răng không ăn rồi. Bay lên ngoài kia. Akasha là người bay bách. Cả dù con nào cũng đang đứng ở đây. Bờ Linh và đã rút sang rồi. Players forces are under attack. Town is under siege. Xuất hiện đến từ anh chàng VS, giúp phản nam được bật lên. Và Lắc Kinh Ba cũng được bật lên luôn. Và một pha ulti đến từ Dung Lao bên trong, và Akasha ngắm xuống ngay trong tình huống này. Và Dung Lao vẫn đang bổ một cách điên cuồng, vẫn xe đạp đến cả team 2. Bây giờ nó xoay kiếm rồi. Xoay kiếm như máu của anh chàng Dung Lao thuộc quá nhanh, còn đường đam đến từ VS nó cũng rất là kinh khủng. Có Iasa và Lắc Kinh Ba cùng đợi xô. Còn bên trên thì Krab cũng đang đẩy vùng được cái trụ bên trên rồi. Những hy vọng nèo nói cuối cùng của team 2 đang trỗi dậy. Và chúng ta mong chờ một trận đấu mà các thanh niên đi lượn vào trong nước. Thì là cũng có gốt cho mình, còn thiếu cái bờ linh nữa thôi là anh cũng có khá đồ. Mắc bây giờ rất nhiều đồ rồi, mắc never luôn. Yuka có Glimmer, có Mekan. Players forces are under attack. Doom thì bây giờ có cả thôi trong người. Và chấu đích thực của team. Và đã vào đây xong được cái hết của Bắc. Bây giờ anh đã chính thức mắc đồ. Bé trên con đường mắc đồ nó còn xa lắm. Có lẽ để giải trận sau đi. Đã là một pha phải ghép nhà đến từ team 2. Và team 1 quyết định phê Mega luôn. Có một cái trở tan đến từ VS. Một bật BKB ngay lập tức. Còn bắn lên chặt ở đây chứ không phải là đúng rồi. Có máu của anh chàng VS cũng rất nhanh. Như vậy ăn cái đùm mà mồm bây giờ cũng sẽ chết luôn. Đổi ca đi lấy support trong trận trong cái tình huống này. Không phải là tình huống nó không được đẹp cho lắm. Bắc đã nhảy vào giữa. Và chúc ca cũng Bắc đang gần nhau với lại anh chàng Lunger. Còn A đã hỗ trợ. Còn đánh anh chàng đùm chúng ta mất trả bao nhiêu máu. Còn cờ đêm chạy ra ngoài. Bây giờ là gì lại xuất hiện và cho ngay cái ulti vào mồm. Và Lucifer cũng sẽ làm được ngay cho đây. Có một combat thành công đến từ team 2. Bây giờ lăn vào và Ayla cũng đã làm xuống. Xe này ra của ai? Có lẽ là của anh chàng Tinker. A player's force. Đó là khẩu cũng không thể đùa được. Và team 2 bây giờ đang trôi dậy rất là mạnh mẽ. Còn Gina thì nên được bờ linh rồi. Cô gái và khăn đỏ chúng ta được đội cả cái mũ đỏ luôn. Cũng là đủ bộ. Còn cơ vừa quăng khăn vừa đội mũ. Và một pha đi đang thang trong sân thì như là vừa lại Tinker cũng đã làm xuống. Còn bên dưới là pha xăm người của anh chàng Bắc. Phải kiếm đến sử dụng nào và bây giờ anh sẽ phải Tena về. Và mở Linh vào bên trong và bây giờ Tena luôn. Bắc có lẽ sẽ phải bán cái bao chip và lên ngay cái dây vay cho mình. Cái thời điểm này thì bị backdoor nhà là rất có thể xảy ra. Một cái swap đến từ anh chàng VS. Còn bờ linh ra ngoài và BKB đến từ anh chàng VS ngay tức. Và Zuka đang hơi chậm trong tình huống này và bị bờ linh ra ngoài của anh chàng Akasha rồi. Akasha vẫn đang đứng đằng sau và lại chọn anh Zuka và bật Glimmer lên. Và Bắc là người xuất hiện. Hổ vào đến từ anh nhà Bắc, anh đứng giữa và cân cả team. Bay ra ngoài và Tuka là người đi lạc trong tình huống này. Có What the hell, ông này ông ấy bị
cáo phong nào rồi, và bây giờ anh sẽ làm xuống. Bây giờ còn Lâm, Lâm đi đâu trong cái tình huống này, và lốc lên đến từ anh chàng ra, và Glimmer lên ngay, và ulti đến từ anh chàng Akasa. Và có lẽ là vẫn cứ làm xuống đến từ anh chàng, vâng, một pha chạy khắp xa của anh chàng Tuka và thành công chạy thoát. Còn ở giữa, và một pha ulti đến từ trên này, và Zuccarao bổ chết đi ra trong cái tình huống này. Thì cơ đang đứng đằng sau, và bây giờ Park sẽ là người bay ra. Và Park được rồi. Và tôi đã chết rồi. Và bây giờ thì team 1 đang đứng mà phá nhà luôn. Còn các nhà đâu? Park đang cố mà mải mê yêu đương cùng với anh chàng Zuccarao bên trên. Còn nhà thì không ai đắp. Còn A cũng đã tiếp tục được cái mạng của người dưới. Bây giờ bị chia 5 trả 7 ra, đang cố giết ở đây nhưng mãi không giết được. Có lẽ trận đấu này sẽ kết thúc tại đây. Một cái ulti đến từ Akasa, một Park vẫn đang vờn nhau với cả team 2. Một cái sợ lâu và bây giờ là chàng dưới sẽ làm xuống. Còn cây F chỉ giết được một mình ở đây, sau đó anh sẽ chết. Một carry nó không được bá đạo cho lắm khi mà khả năng giết người của VF nó chỉ giết được một người thôi. Bây giờ thì Park cũng đã làm xuống, mất cái gold line của Park rồi. Một pha nhảy thẳng ở bên trong của anh chàng Akasa lại giết người. Và các anh không thèm phá nhà của anh đi giết người cho máu. Chỉ vừa là đứng giữa mà tăng, tăng cả cái hồ nước. Và cái nhà bên ngoài nó đã sập. Và một trận đấu phải nói là một thế trận một chiều. Team 2 ăn hành chấp mặt lờ trong cái trận đấu này. Rất đáng buồn là các anh không lật được kèo. Và bơi nó hơi kém. Và tất cả mọi người đã theo dõi trận đấu mà mình bình luận, chúng ta gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo. Và bây giờ thì mọi người hãy like ủng hộ cho Tavik. Và xin chào và hẹn gặp lại.